Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận lực lượng chức năng đã đưa 4 thi thể trong vụ xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn về cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Theo cơ quan chức năng, danh tính 4 nạn nhân trên gồm Trần Minh Phúc, 51 tuổi, quê Quảng Ngãi, Võ Như Song, 51 tuổi, quê Tiền Giang, Đặng Văn Ước, 57 tuổi và Đặng Văn Nhung, 40 tuổi, cùng quê Long An. Trong đó, ông Phúc là người lái máy đào đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình. Điều bất ngờ là bốn nạn nhân thiệt mạng đều không có tên trong danh sách thuyền viên lúc xuất bến. Theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam, có 5 người, gồm ông Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương tỉnh Long An. Theo ông Lê Văn Lương, giám đốc cảng vụ hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với 5 người có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh, chủ tàu kéo và xà lan cho biết chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng việc ông Hiệp gọi thêm bao nhiêu người làm việc trên tàu, đơn vị này không nắm rõ. Trao đổi với ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Lương cũng xác nhận cả bốn thi thể tìm được đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo khi xuất bến tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do đó, lực lượng tìm kiếm dự đoán có thể có đến 9 người đi trên chiếc tàu kéo cặp nạn. Ông Võ Minh Thông, 64 tuổi, chú huyện Lý Sơn cho biết, trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và xà lan bị chìm, có 3 người ở đảo Lý Sơn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích, khiến bà con nơi đây không khỏi bất an. Ông Thông chia sẻ, bà con vẫn chạy ra cầu tàu Lý Sơn để nghe ngóng thông tin tìm kiếm và cầu mong phép màu xảy ra. Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính cho Ủy ban Nhân dân phường Hà An, và phường Phong Hải quản lý đã xảy ra vụ tai nạn chìm đắm phương tiện thuyền nan có chiều dài gần 6 mét. Trên phương tiện này có chị Nguyễn Thị Tuyên sinh năm 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh là chủ phương tiện và năm công dân đi làm thủy sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã Ủy ban Nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Cùng với đó, thị xã Quảng Yên yêu cầu các địa phương dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 4, chính quyền các địa phương đã huy động thêm lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, tích cực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua điều tra của cơ quan chức năng trong quá trình nhóm người trên khi đang di chuyển để đánh bắt thủy sản từ bến đò tại phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An, thị xã Quảng Yên thì bất ngờ dông lốc xuất hiện làm lật thuyền. Sau đó có hai người may mắn bơi được vào bờ nhưng bốn người còn lại đã mất tích. Chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp sinh năm 1980, trú tại thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, may mắn bơi được vào bờ, được cứu hộ an toàn. Bốn người mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị Hương 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa 45 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, bà Dương Thị Cường 58 tuổi, trú tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Liên quan vụ 7 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố bắt tạm giam một nhân viên tại đây. Theo các cơ quan liên quan, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong thực hiện quy trình vận hành sửa chữa, dẫn đến vụ tai nạn lao động thảm khốc. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chuyên gia về cơ khí chế tạo máy cho biết, khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định, rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền. Kết quả của quá trình nghiền là tất cả các vật liệu cần nghiền như quặng, sỏi, đá, kim loại rắn đều thành bột sau đó vật liệu được đưa ra ngoài bằng hệ thống Cislon để kết thúc quá trình nghiền của máy nghiền bi và trải qua các bước trong dây chuyền nghiền quặng theo một chuyên gia an toàn vệ sinh lao động những người trực tiếp tham gia sửa chữa bảo dưỡng phải hiểu rõ và áp dụng đúng quy trình lockout tagout loto một quy trình an toàn được sử dụng để kiểm soát năng lượng nguy hiểm trong các thiết bị và máy móc trước khi bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng hiểu một cách đơn giản loto là một quy trình theo trình tự gồm tắt khóa nguồn điện, gắn biển báo, tháo khóa và gỡ biển báo, trong đó thao tác khóa nguồn điện là tiên quyết và rất quan trọng. Nhân viên kỹ thuật thường dùng các van chốt để cô lập nguồn năng lượng đưa tới máy. Trong quá trình này không thể thiếu biển cảnh báo. Biển cảnh báo này giúp ngăn chặn việc khởi động hoặc kích hoạt thiết bị một cách vô ý. Ngoài ra, khi thợ đang bảo dưỡng máy móc, quản lý, vận hành, phải cắt cử một người quan sát túc trực tại nguồn cấp. Sau khi hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng, người giữ chìa khóa tủ điện, phòng điện cần xác nhận lại mới mở khóa, tháo biển cảnh báo và cho phép đóng nguồn điện. Theo tiến sĩ Lê Đức Hùng, sự việc đau lòng khiến 7 người tử vong chủ yếu do sự chủ quan của cá nhân, vụ việc cho thấy người lao động không tuân thủ đúng quy trình vận hành, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị quay. Ở đây có thao tác cắt điện để sửa chữa nhưng không có biện pháp ngăn chặn khả năng đóng điện trở lại thiếu biển báo, cảnh báo và không có người giám sát an toàn. Đây là những vi phạm nguyên trọng trong quy trình an toàn lao động. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, nhóm công nhân đang sửa chữa bảo dưỡng động cơ máy nghiền tại tổ máy nghiền xi măng số 3, nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, thì xảy ra sự cố khiến 7 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Bước đầu, Công an tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động do có sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa máy móc. Căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Bị can Hùng là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái. Hiện công an Yên Bái đang mở rộng điều tra vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá kèm theo gió mạnh gây thiệt hại về hoa màu, tài sản cho người dân. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, mây đen bao trùm các xã ở huyện Vân Hồ. Ít phút sau, rông lốc xuất hiện kèm theo mưa đá, trận mưa kéo dài chừng 15 phút, hạt đá to bằng đầu đũa chút xuống mái tôn gây tiếng ồn lớn. Theo người dân sinh sống ở huyện Vân Hồ, trận mưa đá vừa xảy ra được coi là hiếm gặp bởi lượng hạt đá rơi xuống đất rất lớn. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5 đến 2 cm. Ông Tính A Chìa, bí thư đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết những nhà lập tấm phi -pro đều bị thủng. Cả nghìn hecta rau, mận, cam, lê, dâu tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Tráng thị dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết bàng hoàng vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà mương rau sau nhà chị dụ đã phủ trắng đá. Theo chị dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, ngay sau khi mưa đá xảy ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã ra soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu trên địa bàn có một số diện tích nông nghiệp của người dân bị thiệt hại. Trước đó, hôm 12 tháng 4, tại Sơn La cũng xảy ra trận mưa đá kèm gió mạnh, gây thiệt hại hơn 80 hecta mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân ở xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Trận mưa đá kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên địa bàn xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La đã làm dụng quả, gãy cành nhiều cây mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân. Thiệt hại nhiều nhất là tại các bảng Hang Mon 1, Hang Mon 2 và Bó Rôm, với khoảng 80 hecta diện tích bị thiệt hại. Từ ngày 17 tháng 4 đến nay, khoảng 15 tỉnh thành miền Bắc xuất hiện rông lốc, mưa đá. Thống kê sơ bộ khoảng 12.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hại. Tại Hà Nội, trận rông lốc kèm mưa đá tối 20 tháng 4 đã giật đổ hơn 250 cây xanh, làm hư hỏng hàng chục phương tiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc những ngày qua, rông lốc, mưa đá do tác động của khối không khí lạnh yếu, cùng với hội tụ gió trên độ cao 1.500 m. Miền núi xuất hiện nhiều hơn, hạt đá dài hơn do địa hình núi cao, rừng đan sen là điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây mưa đá.